Matthew chương 26. Sự thương khó, sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Giêsu. Âm mưu của các thầy tế lễ. Sau khi phán những lời ấy xong, Đức Chúa Giêsu nói với các môn đồ rằng: Các con biết còn 2 ngày nữa là đến lễ vượt quan, và con người sẽ bị nộp để chịu đóng đinh trên thập tự giá. Lúc ấy, các thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong dân chúng họp lại tại dinh thầy tế lễ thượng phẩm tên là Cai-phe để cùng bàn mưu kế bắt và giết Đức Chúa Giêsu. Tuy nhiên, họ nói không nên ra tay trong dịp lễ, kẻo gây náo động trong dân chúng. Đức Chúa Giêsu được sức dầu tại Bethany. Khi Đức Chúa Giêsu ở nhà Simon, một người phong hủi tại làng Bethany, có một phụ nữ đem một bình bằng ngọc đựng dầu thơm đắt tiền đến gần Ngài và đổ lên đầu Ngài trong lúc Ngài đang ngồi tại bàn ăn. Các môn đồ thấy vậy thì tức giận và nói rằng: Sao lãng phí như vậy? Vì có thể bán dầu này lấy một số tiền lớn đem giúp cho người nghèo. Nhưng Đức Chúa Giêsu biết điều này nên phán với các môn đồ: Sao các con làm phiền người phụ nữ ấy? Người này đã thực hiện một việc tốt cho ta. Vì các con luôn có người nghèo ở quanh mình, nhưng không phải lúc nào cũng có ta đâu. Khi đổ dầu trên thân thể ta, người phụ nữ ấy đã chuẩn bị cho việc chôn cất ta. Thật, ta bảo các con, trên khắp thế giới, bất cứ nơi nào tin lành này được rao giảng, thì việc người phụ nữ này đã làm sẽ được nhắc đến để tưởng nhớ người. Giuđa phản Chúa. Lúc ấy, có một người trong 12 môn đồ tên là Giuđa Iscariot đến gặp các thầy tế lễ cả và nói rằng: Các ông sẽ trả cho tôi bao nhiêu nếu tôi nộp người cho các ông? Họ trả cho tên đó 30 miếng bạc. Từ lúc ấy, Giuđa tìm cơ hội để phản Ngài, thiết lập lễ tiệc thánh. Bấy giờ, vào ngày thứ nhất của lễ bánh không men, các môn đồ đến với Đức Chúa Giêsu và thưa rằng: Thầy muốn ăn lễ vượt qua tại đâu để chúng con chuẩn bị? Ngài đáp: Hãy vào thành, đến nhà một người và nói với người ấy rằng: Thầy bảo, giờ ta gần đến, ta và các môn đồ sẽ dự lễ vượt qua tại nhà của ngươi. Các môn đồ làm đúng như lời Đức Chúa Giêsu đã dặn mà chuẩn bị lễ vượt qua. Đến tối, Ngài ngồi ăn với 12 môn đồ. Khi đang ăn, Ngài phán: Thật, ta bảo các con, một người trong các con sẽ phản ta. Các môn đồ rất buồn rầu và lần lượt hỏi: Thưa Chúa, có phải con không? Ngài đáp: Người nào chấm tay vào dĩa với ta sẽ phản ta. Con người đi như điều đã chép về Ngài. Nhưng khốn thay cho kẻ phản con người, thà nó đừng sinh ra thì hơn. Giuđa, kẻ phản bội Ngài, hỏi: Thưa Thầy, có phải con không? Ngài đáp: Chính con đã nói như thế. Khi đang ăn, Đức Chúa Giêsu lấy bánh cảm tạ và bẻ ra trao cho các môn đồ rồi phán: Hãy lấy ăn đi, đây là thân thể ta. Ngài lại lấy chén tạ ơn rồi trao cho các môn đồ và nói: Tất cả các con hãy uống đi, vì đây là huyết ta, huyết của giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội. Ta bảo các con, ta sẽ không uống nước nho này nữa, cho đến ngày ta sẽ cùng các con uống nước nho mới trong vương quốc của cha ta. Lời cảnh báo cho Phi-e-rơ. Sau khi hát thánh ca, Đức Chúa Giêsu và các môn đồ ra đi lên núi Ô-liu. Lúc ấy, Ngài nói với họ rằng: Đêm nay tất cả các con sẽ vấp ngã vì cớ ta, như có chép rằng: Ta sẽ đánh người chăn và chiên trong bầy sẽ tan tác. Nhưng sau khi ta sống lại, ta sẽ đến miền Galilee trước các con. Phi-e-rơ thưa: Dù tất cả đều vấp ngã vì cớ thầy đi nữa, con sẽ không bao giờ vấp ngã. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Thật, ta bảo con, chính đêm nay trước khi gà gáy, con sẽ chối ta 3 lần. Phi-e-rơ thưa: Cho dù phải chết với thầy đi nữa, con sẽ chẳng chối thầy đâu. Tất cả các môn đồ đều nói như vậy. Đức Chúa Giêsu cầu nguyện trong vườn Gethsemane.
Sau đó, Đức Chúa Giê-xu với các môn đồ đi đến một nơi gọi là Gethsemane. Ngài bảo họ, hãy ngồi đây trong lúc ta đi cầu nguyện ở đằng kia. Rồi Ngài đem Phi-e-rơ và hai con trai Cê-bê-đê cùng đi. Ngài bắt đầu đau buồn và bối rối. Ngài nói, linh hồn ta đau buồn cho đến chết. Các con hãy ở đây và tỉnh thức với ta. Đi xa hơn một chút, Ngài sấp mặt xuống và cầu nguyện. Cha ơi, nếu có thể được, xin cho chén này lìa khỏi con. Dù vậy, không theo ý con mà theo ý cha. Ngài trở lại với các môn đồ và thấy họ đang ngủ, thì nói với Phi-e-rơ rằng, thế các con không thức với ta được một giờ sao? Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để các con khỏi sa vào trước cám dỗ. Tâm linh thì tha thiết mà xác thịt lại yếu đuối. Ngài lại đi lần thứ nhì và cầu nguyện rằng, cha ơi, nếu chén này không thể cất đi được mà con phải uống, thì xin ý cha được nên. Ngài trở lại thấy các môn đồ vẫn ngủ vì mắt họ đã quá đừ. Vì vậy, Ngài rời họ đi cầu nguyện lần thứ ba và cầu xin y như lời trước. Rồi Ngài đến với môn đồ và nói với họ rằng, các con vẫn còn ngủ và nghỉ ngơi được sao? Kìa, giờ đã đến, con người sắp bị phản nộp vào tay kẻ có tội. Hãy đứng dậy, chúng ta đi nào. Kìa, kẻ phản ta đã đến. Đức Chúa Giê-xu bị bắt. Trong lúc Đức Chúa Giê-xu còn đang nói thì Giu-đa, một trong 12 môn đồ đến với một đám đông cầm gươm và gậy, do các thầy tế lễ cả và các trưởng lão của dân chúng sai đến. Bây giờ, kẻ phản Ngài đã cho chúng một dấu hiệu. Hễ tôi hôn ai thì chính là người ấy, hãy bắt lấy. Giu-đa liền đến gần Đức Chúa Giê-xu và nói rằng, chào Thầy, rồi hôn Ngài. Nhưng Đức Chúa Giê-xu nói với nó rằng, này bạn, bạn định làm gì thì cứ làm đi. Rồi chúng đến tra tay trên Đức Chúa Giê-xu và bắt Ngài. Và này, một trong những người ở với Đức Chúa Giê-xu vung tay rút gươm ra, đánh và chém đứt tay của đầy tớ thầy tế lễ thượng phẩm. Đức Chúa Giê-xu nói với người ấy rằng, hãy nạp gươm vào vỏ, vì hễ ai cầm gươm thì sẽ bị chết bởi gươm. Con tưởng rằng ta không thể xin cha, và Ngài sẽ lập tức sai đến cho ta hơn 12 quân đoàn thiên sứ hay sao? Nếu thế thì làm sao ứng nghiệm lời Kinh Thánh nói rằng, việc này phải xảy ra như vậy? Ngay lúc ấy, Đức Chúa Giê-xu nói với đám đông rằng, sao các ngươi đem gươm và gậy đến bắt ta như bắt một tên cướp vậy? Hằng ngày ta ngồi dạy dỗ trong đền thờ mà các ngươi không bắt ta. Nhưng mọi điều này xảy ra để lời các nhà tiên tri trong Kinh Thánh được ứng nghiệm. Lúc ấy, tất cả môn đồ đều bỏ Ngài chạy trốn. Đức Chúa Giê-xu trước hội đồng công luận. Những kẻ đã bắt Đức Chúa Giê-xu dẫn Ngài đến nhà thầy tế lễ thượng phẩm Cai-phe, nơi các thầy thông giáo và các trưởng lão đang hội họp. Phi-e-rơ đi theo Ngài xa xa, đến sân của dinh thầy tế lễ thượng phẩm, và vào bên trong ngồi với những kẻ canh gác để xem kết cuộc ra sao. Lúc ấy, các thầy tế lễ cả và toàn thể hội đồng tìm chứng dối chống lại Đức Chúa Giê-xu để có thể kết án tử hình Ngài. Nhưng họ không tìm được điều gì cả, mặc dù có nhiều kẻ đứng ra làm chứng dối. Cuối cùng, có hai người bước ra tố cáo rằng, người này đã nói ta có thể phá đền thờ của Đức Chúa Trời rồi dựng lại trong 3 ngày. Thầy tế lễ thượng phẩm đứng dậy và nói, ngươi không đáp lại lời những người này cáo buộc ngươi sao? Nhưng Đức Chúa Giê-xu vẫn im lặng. Thầy tế lễ thượng phẩm lại nói với Ngài rằng, ta yêu cầu ngươi chỉ Đức Chúa Trời hằng sống mà thề, và nói cho chúng ta biết ngươi có phải là đấng Christ con Đức Chúa Trời không? Đức Chúa Giê-xu đáp, chính ngươi đã nói thế. Nhưng ta nói với các ngươi, sau này các ngươi sẽ thấy Con Người ngồi bên phải đấng quyền năng và ngự trên mây trời mà đến. Lúc ấy, thầy tế lễ thượng phẩm xé áo mình và nói, nó đã nói phạm thượng, tại sao chúng ta còn cần nhân chứng nữa làm gì? Các ông vừa nghe lời phạm thượng của nó, các ông nghĩ thế nào? Họ trả lời,
Nó đáng chết, rồi chúng khạc nhổ trên mặt Ngài, đánh Ngài. Một vài kẻ tát Ngài và nói, hỡi Đấng Christ, hãy nói tiên tri cho chúng ta đi. Ai là người đã đánh ngươi vậy? Phi-e-rơ chối Chúa. Lúc ấy Phi-e-rơ đang ngồi ở ngoài sân. Một đầy tớ gái đến gần và nói, ông cũng là người ở với Giê-xu, người Ga-li-lê. Nhưng Phi-e-rơ chối ngay trước mặt mọi người rằng, tôi không biết cô nói gì. Khi ra hiên cửa, một đầy tớ gái khác thấy Phi-e-rơ thì nói với những người đứng gần đó rằng, ông này ở với Giê-xu, người Na-sa-rét. Nhưng Phi-e-rơ lại chối và thề rằng, tôi không hề biết người ấy. Một lúc sau, những người đứng gần đó nói với Phi-e-rơ rằng, chắc chắn ông cũng là một người trong bọn họ, vì giọng nói của ông đã tố cáo ông. Nhưng Phi-e-rơ nguyền rủa mà thề rằng, tôi không biết người đó. Ngay lúc ấy gà gáy, Phi-e-rơ nhớ lại lời Đức Chúa Giê-xu đã nói, trước khi gà gáy, ngươi sẽ chối ta 3 lần. Rồi ông đi ra và khóc lóc đắng cay. Ma-thi-ơ chương 27. Đến sáng, tất cả các thầy tế lễ cả và các trưởng lão của dân chúng bàn mưu chống lại Đức Chúa Giê-xu để giết Ngài. Họ trói Ngài lại rồi giải đi giao nộp cho tổng đốc Phi-lát sự chết của Giu-đa. Khi Giu-đa, kẻ phản Ngài, thấy Ngài bị kết án thì hối hận, đem 30 miếng bạc trả lại cho các thầy tế lễ cả và các trưởng lão mà nói rằng, tôi đã phạm tội vì nộp huyết vô tội. Nhưng họ đáp, việc ấy thì có liên can gì đến chúng tôi? Đó là việc của anh. Giu-đa ném bạc vào đền thờ, rồi trở ra đi thắt cổ. Nhưng các thầy tế lễ cả nhặt những miếng bạc và nói, để bạc này vào công quỹ là không hợp lệ, vì là giá của máu. Vì vậy họ bàn với nhau, dùng bạc ấy mua đồng ruộng của thợ gốm để chôn cất các kiều dân. Vì lý do đó mà đồng ruộng ấy được gọi là ruộng máu cho đến ngày nay. Như vậy, lời của nhà tiên tri Giê-rê-mi nói đã được ứng nghiệm. Họ lấy 30 miếng bạc là giá mà con cái Israel đã định cho Ngài, và dùng bạc ấy mua đồng ruộng của thợ gốm như Chúa đã truyền cho ta. Đức Chúa Giê-xu trước mặt Phi-lát. Lúc ấy, Đức Chúa Giê-xu đứng trước mặt tổng đốc. Viên tổng đốc hỏi, ngươi có phải là vua dân Do Thái không? Đức Chúa Giê-xu đáp, chính ngươi đã nói thế. Nhưng khi các thầy tế lễ cả và các trưởng lão tố cáo Ngài, Ngài không trả lời. Phi-lát hỏi Ngài, ngươi không nghe biết bao điều họ làm chứng chống lại ngươi sao? Nhưng Đức Chúa Giê-xu không đáp một lời nào, khiến viên tổng đốc rất đổi kinh ngạc. Theo thông lệ, cứ vào dịp lễ, tổng đốc ân xá cho một tù nhân theo ý dân muốn. Lúc ấy, họ đang giữ một tù nhân khét tiếng tên là Ba-ra-ba. Vì vậy, khi họ tụ họp lại thì Phi-lát hỏi, các ngươi muốn ta tha người nào, Ba-ra-ba hay Giê-xu gọi là Christ? Vì ông biết bởi lòng đố kỵ nên họ đã nộp Ngài. Ngoài ra, trong lúc ông ngồi xử án, vợ ông cho người đến thưa rằng, xin đừng đụng đến người công chính ấy, chính vì người mà hôm nay tôi bị dằn vặt nhiều trong chiêm bao. Nhưng các thầy tế lễ cả và các trưởng lão xúi dục dân chúng, xin tha Ba-ra-ba và giết Đức Chúa Giê-xu. Tổng đốc lại hỏi, trong 2 người này, các ngươi muốn ta tha ai? Họ trả lời, Ba-ra-ba. Phi-lát nói, vậy ta phải xử thế nào với Giê-xu gọi là Christ? Họ đồng loạt trả lời, đóng đinh nó trên cây thập tự. Tổng đốc hỏi, người này đã làm điều ác gì? Nhưng họ lại la lớn hơn, đóng đinh nó trên cây thập tự. Vì vậy, khi Phi-lát thấy mình chẳng làm được gì, lại còn có thể nảy sinh bạo động, nên lấy nước và rửa tay trước dân chúng rồi nói, ta vô tội về huyết của người này, đó là việc của các ngươi. Cả dân chúng đều trả lời, xin huyết của nó đổ trên chúng tôi và con cháu chúng tôi. Vậy Phi-lát tha Ba-ra-ba cho họ
và đánh đòn Đức Chúa Giêsu, rồi giao ngài để đóng đinh vào thập tự giá. Sau đó, lính của tổng đốc đem Đức Chúa Giêsu vào tư dinh tổng đốc và tập trung cả đội binh chung quanh ngài. Chúng lột áo ngài ra và khoác cho ngài một chiếc áo điều, đan một chiếc mão gai và đội trên đầu ngài, rồi đặt một cây sậy trong tay phải ngài. Chúng quỳ trước mặt ngài nhạo báng rằng: Lạy vua dân Do Thái! Chúng khạc nhổ trên ngài, lấy cây sậy đánh vào đầu ngài. Sau khi đã chế nhạo ngài, chúng lột áo điều ra, mặc áo của ngài vào, rồi giải đi để đóng đinh vào thập tự giá. Đức Chúa Giêsu bị đóng đinh. Lúc đi ra, chúng gặp một người Cyrene tên là Simon và bắt người này vác thập tự giá của Đức Chúa Giêsu. Khi đến một nơi gọi là Gô-gô-tha, có nghĩa là đồi sọ, chúng cho ngài uống rượu hòa với mật đắng. Nhưng khi đã nếm thì ngài không uống. Sau khi đã đóng đinh ngài vào thập tự giá, chúng bắt thăm chia nhau y phục của ngài, rồi chúng ngồi đó canh giữ ngài. Phía trên đầu ngài có một cáo trạng ghi rằng: Đây là Giêsu, vua dân Do Thái. Lúc ấy, có hai tên cướp cùng bị đóng đinh với ngài, một tên ở bên phải, một tên bên trái. Những kẻ đi qua đều chế giễu, lắc đầu và nói: Ngươi là người có thể phá đền thờ và xây lại trong 3 ngày. Hãy tự cứu mình đi. Nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, hãy xuống khỏi thập tự giá đi. Các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và các trưởng lão cũng chế nhạo ngài rằng: Nó đã cứu người khác mà không thể tự cứu chính mình. Nó là vua Israel mà. Bây giờ hãy để nó xuống khỏi thập tự giá đi, thì chúng ta sẽ tin ngay. Nó tin cậy Đức Chúa Trời. Nếu ngài yêu thương nó thì bây giờ hãy để ngài giải cứu nó, vì nó nói: Ta là con Đức Chúa Trời. Hai tên cướp cùng bị đóng đinh với ngài cũng mắng nhiếc ngài như vậy. Từ giữa trưa đến 3 giờ chiều, bóng tối bao trùm khắp đất. Khoảng 3 giờ chiều, Đức Chúa Giêsu kêu lớn tiếng: Eli, Eli, lama sabachthani, nghĩa là: Đức Chúa Trời của con, Đức Chúa Trời của con, sao ngài lìa bỏ con? Nghe vậy, vài người đứng gần đó nói: Người này gọi Eli. Một người trong bọn họ liền chạy đi, lấy một miếng bọt biển thấm đầy giấm, để trên đầu cây sậy và đưa cho ngài uống. Nhưng các kẻ khác lại bảo: Hãy đợi xem Eli có đến giải cứu nó không. Đức Chúa Giêsu kêu một tiếng lớn nữa rồi trút linh hồn. Và kìa, bức màn bên trong đền thờ bị xé làm đôi từ trên xuống dưới. Đất rúng động, đá tảng vỡ ra, các mồ mả cũng mở tung. Nhiều thi thể của các thánh đã qua đời được sống lại và ra khỏi mộ. Sau khi Đức Chúa Giêsu sống lại, các thánh ấy đi vào thành thánh và hiện ra cho nhiều người. Khi viên đội trưởng và quân lính canh giữ Đức Chúa Giêsu thấy đất rúng động cùng những gì đã xảy ra thì vô cùng kinh hãi và nói: Thật, người này là con Đức Chúa Trời. Tại đó có nhiều phụ nữ đứng nhìn từ xa. Họ là những người đã theo Đức Chúa Giêsu từ miền Galilee để phục vụ ngài. Trong số này có Marie Madeleine, Marie mẹ Gia-cơ và Joseph, cùng với mẹ của hai con trai Cebede. Sự an táng Đức Chúa Giêsu. Đến chiều tối, có một người giàu ở thành Arimathe tên là Joseph, cũng là môn đồ của Đức Chúa Giêsu, đến với Phi-lát và xin nhận thi thể Đức Chúa Giêsu. Phi-lát ra lệnh giao cho ông. Joseph nhận xác và khâm liệm bằng vải gai sạch, rồi đặt trong ngôi mộ mới của mình mà ông đã cho đục trong đá. Ông lăn một tảng đá lớn chặn cửa mộ rồi đi. Marie Madeleine và Marie khác có mặt tại đó ngồi đối diện với mộ. Hôm sau, tức là sau ngày chuẩn bị, các thầy tế lễ cả và những người Pharisee tụ họp lại trước mặt Phi-lát và nói: Thưa quan, chúng tôi nhớ tên lừa bịp này lúc còn sống có nói: Sau 3 ngày ta sẽ sống lại. Vì vậy, xin quan ra lệnh bảo vệ kỹ ngôi mộ cho đến ngày thứ 3, kẻo các môn đồ của nó đến lấy trộm xác đi, rồi nói với mọi người rằng: Ngài đã từ cõi chết sống lại.
Và sự lừa bịp sau còn tệ hại hơn sự lừa bịp trước. Phi-lát nói với họ: các ngươi có lính canh, hãy đi canh mộ cẩn thận theo ý các ngươi. Vậy họ đi niêm phong mộ ngài, và các lính canh giữ nghiêm nhặt. Ma-thi-ơ chương 28. Sự phục sinh của Đức Chúa Giê-xu. Sau ngày Sa-bát, lúc rạng sáng ngày thứ nhất trong tuần lễ, Mary Magdalene và Mary khác đến thăm mộ. Kìa, đất rung chuyển dữ dội, vì một thiên sứ của Chúa từ trời xuống đến lăn tảng đá ra và ngồi lên trên. Hình dung thiên sứ sáng như chớp và áo trắng như tuyết. Các lính canh quá sợ hãi, run rẩy và trở nên như người chết. Nhưng thiên sứ nói với các phụ nữ rằng: đừng sợ hãi, vì ta biết các ngươi tìm Đức Chúa Giê-xu, đấng đã bị đóng đinh vào thập tự giá. Ngài không ở đây đâu, Ngài đã sống lại rồi, như lời Ngài đã phán. Hãy đến xem chỗ Ngài đã nằm. Hãy mau đi nói cho các môn đồ Ngài biết rằng Ngài đã từ cõi chết sống lại. Và này, Ngài đang đi đến miền Galilê trước các ngươi. Tại đó, các ngươi sẽ gặp Ngài. Ấy là điều ta báo cho các ngươi. Hai phụ nữ này vội vàng rời khỏi mộ, vừa sợ vừa rất mừng, chạy đi báo tin cho các môn đồ của Ngài. Bất chợt, Đức Chúa Giê-xu gặp họ và nói: chào các con. Họ đến gần, ôm chân Ngài và thờ lại Ngài. Đức Chúa Giê-xu phán với họ: đừng sợ, hãy đi bảo các anh em ta đến Galilê, tại đó họ sẽ gặp ta. Báo cáo của lính canh và tiếng đồn trong thiên hạ. Trong lúc hai phụ nữ này đi, thì vài tên lính canh mộ đi vào thành, thuật cho các thầy tế lễ cả mọi việc đã xảy ra. Sau khi đã họp bàn với các trưởng lão, họ cho các tên lính một số tiền lớn và dặn: hãy nói rằng các môn đồ của nó đến vào ban đêm lúc chúng tôi đang ngủ và lấy trộm xác đi. Nếu việc này đến tai tổng đốc, chúng tôi sẽ thuyết phục ông ấy và tránh phiền lụy cho các anh. Vậy chúng nhận tiền và làm y như lời họ dặn. Chuyện này được lan truyền trong dân Do Thái cho đến ngày nay. Đức Chúa Giê-xu hiện ra tại Galilê. 11 môn đồ đi đến miền Galilê, tới ngọn núi mà Đức Chúa Giê-xu đã chỉ cho họ. Khi thấy Ngài thì họ thờ lạy Ngài, nhưng còn một vài người nghi ngờ. Đức Chúa Giê-xu đến và phán với họ rằng: tất cả thẩm quyền trên trời dưới đất đã giao cho ta. Vậy hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ ta. Hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh làm báp têm cho họ và dạy họ giữ mọi điều ta đã truyền cho các con. Và này, ta luôn ở với các con cho đến tận thế.